Ngày 6 tháng 3, ngay khi nghe tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, rất nhiều khán giả tìm đến nhà nghệ sĩ ở Phú Nhuận để viếng. Nghệ sĩ Vũ Luân, Bình Tinh là con nuôi đã mặc áo tang trong suốt lễ tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Nghệ sĩ Bình Tinh tất bật suốt ở tang lễ. Cô chia sẻ tâm nguyện của nghệ sĩ Vũ Linh là muốn ra đi tại nhà và muốn được tổ chức tang lễ ấm cúng tại ngôi nhà của mình. Khi tin nghệ sĩ Vũ Linh mất được thông báo, rất nhiều YouTuber đã tập trung tại nhà riêng của nghệ sĩ. Đêm ngày 5 tháng 3 đã xảy ra cảnh náo loạn khi các YouTuber cố tình chĩa máy vào quay cho bằng được, bất chấp sự trang nghiêm và không khí đau buồn của tang gia. Chính vì sự náo loạn đó mà nghệ sĩ Bình Tinh và gia đình đã quyết định thuê một công ty bảo vệ suốt tang lễ. Đến sáng ngày 6 tháng 3, tình hình náo loạn đã được ổn định, các YouTuber ngồi đối diện nhà quay sang. Khách vào viếng cũng được bảo vệ hỏi han rất kỹ lưỡng mới được cho vào.